bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang tìm đắm. Thôi đủ nè, ta nhận được cái gì The Rock Wiki Ham gì á. Nhảy coi cái gì? Coi cái gì ở đây? Hả? Coi cái gì đâu mà coi? Coi coi cái gì? Cầm lưỡi liềm ra cho coi nè. Game à, là vậy. Thì cái nón nè. Được cái nón. Cửa là mở cái cổng tay le thôi. Cổng tay le là cái nào? Cái ấy à. Cái này chơi trái OB hay gì đây nè. Thôi tao mới lấy thật cắt đây. Ờ tao mày lấy cắt đi. Tao đã lấy đâu chứ tao lấy cắt mà tao chưa lấy á. Tao mày lấy đi. Để đâu? Đảo dùa. Đảo dùa. Đảo rùa. Tao thấy có trái tơ hay gì nè. Nào dục trái tơ hay gì nè. Thôi cái kim lô cút đi. Thôi mày đứng gần đó, mày lấy mày cắt đi. Nên mày không lấy. Tao đâu biết, tao đang ở trên lâu đài, tao biết đảo rùa ở đảo nào đâu. Rồi leader. Leader đâu? Leader cầm qua chỗ lâu đài đưa coi. Ai cầm cho mày đi cho biết chứ. Đưa đảo rùa. Ồ oh. Cái này hả? Là này là tay le hả? Nó sao rồi? Em bỏ vô gương đi. Đó, xịn xò liền. Đấy, nó lanh canh đào. Đã vừa. Leader này thay đổi skin nữa hả? Mình chưa có trái băng nè, lấy trái băng bỏ vô luôn. Chỉ có tác kilo luôn, thấy bỏ hết luôn. Nãy có mấy trái sờ bị ke đồ này kia, tao lấy tao cắt luôn rồi. Lấy cắt hết rồi luôn, ngon lành. Thì đi tao random được á, để tao random thử á. Thiếu tiền, phải nồi. Nghèo tới mức độ vậy luôn á trời. Thiếu tiền. Đó, game này từ lúc mà có hack mà cái số Billy của mình không còn ý nghĩa nữa. Battery rồi. Thế rồi biết tiền. Cái nón này tăng cái gì vậy? Nón này có tăng đam kiếm hay gì không? Tăng đam gì ai biết. Coi lại coi. Cái con mà để coi đồ của mình là con nào đây đó? Coi đồ để coi cái nón của mình tăng cái gì á. Anh cũng dự định là anh cài nhiều thứ lắm mà phải có hack cái xong thôi. Nói mình hack này nghỉ chơi, nghỉ cài. Cái đợt mình level anh mà chơi update anh không thèm cài mát level luôn. Ủa? Cái này tao muốn làm clip là tao phải chơi lại thời gian nữa, tao cài cấp lại cài tiền các thứ rồi nữa. Mày gặp mấy rồi? Có 1.500 rồi, thiếu 500 cấp rồi. Mấy vật cổ vô. Coi cho cái nó 15% đam kiếm. Rồi cái nón này xịn hơn cái mắt kiến của thằng Doflamingo nữa hả? Này cho mình không có dành thời gian hồi chiêu, không có tăng tốc độ chạy, không tăng phòng thủ. À. Bù qua các lại. Potion ẩn nhiều lắm, chỗ đột phá này thấy vô vọng quá.
I don't ever want to leave.